Với kiến thức y dược được đào tạo tại trường Đại học Buôn Ma Thuột, chị Sương về nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô. Ngoài thời gian làm việc tại đơn vị, chị Sương dành nhiều thời gian nghiên cứu, chế biến, tối ưu hóa các dòng sản phẩm làm từ lá trầu không, phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Để có nguồn nhiên liệu ổn định, chị Sương trồng hơn 3.000 m2 trầu không. Vườn trầu cho thu hoạch lá quanh năm, chất lượng lá khá tốt. Bên cạnh đó, chị mạnh dạn đầu tư gần 250 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, lắp đặt hệ thống lò chiết xuất, chưng cất tinh dầu. Trải qua gần một năm với hàng trăm công thức, quy trình, chị Sương tạo ra được các sản phẩm như tinh dầu trầu không Bentawan, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước súc miệng, sữa rửa mặt, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mình đang xây dựng thêm các cái hệ thống kinh doanh bán lẻ để làm sao mà tạo được công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ nữa trên địa bàn. Các dòng sản phẩm từ lá trầu không có công thức chế biến khác nhau. Tùy vào thời gian chưng cất, trung bình khoảng 10 đến 14 giờ, cơ sở có thể cho ra một lô sản phẩm với khoảng 50 đến 100 lọ chiết xuất dạng nước. Quá trình phát triển sản xuất, chị Sương tận dụng các nền tảng công nghệ số quảng bá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm 3, thành phố Hồ Chí Minh kiểm định đạt chất lượng, đủ điều kiện lưu hành ra thị trường. Đây là mô hình phụ nữ khởi nghiệp với nhiều ý tưởng sáng tạo, được Hội Phụ nữ xã đánh giá cao. Cái sản phẩm này của chị Sương thì tôi cũng đánh giá rất là cao, vì đây là một cái sản phẩm mà rất gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là về cái việc mà bảo vệ môi trường. Nói chung là nó cũng đảm bảo về vệ sinh an toàn đối với môi trường sống xung quanh, và cái sản phẩm của chị cũng đã được các cái cơ quan chức năng kiểm nghiệm về chất lượng. Thời gian cao điểm mùa thu hoạch lá từ tháng 9 đến tháng 12 trong năm, vườn trầu không của gia đình chị Sương sử dụng từ 2 đến 3 lao động là chị em phụ nữ trong thôn, phụ giúp công việc hái và vệ sinh lá. Với giá thuê nhân công từ 200 đến 250 ngàn đồng một ngày, công việc này đã mang lại thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình cho phụ nữ địa phương. Nhiều khi tranh thủ những cái lúc mà chị Sương đang cần lao động phụ giúp cho chị Sương đó, mình có qua đây hỗ trợ cho chị. Cái công việc này cũng giúp cho mình có một nguồn thu nhập nhất định. Mô hình khởi nghiệp với các sản phẩm chế biến từ lá trầu không của chị Sương mở ra cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp. Cùng với các dòng sản phẩm chế biến từ lá trầu, chị Sương đang nghiên cứu chế biến các dòng sản phẩm từ lá sen, lá xả và củ xả với mong muốn tận dụng lợi thế có sẵn, tạo việc làm ổn định cho phụ nữ địa phương.